Nằm trong khuôn khổ chương trình cấp quốc gia về xúc tiến thương mại năm 2021, dưới sự chỉ đạo của Bộ Công Thương, Cục Xúc tiến Thương mại đã phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức hội nghị trực tuyến kết nối tiêu thụ, xúc tiến xuất khẩu nông sản, thủy sản khu vực Nam Bộ và Tây Nguyên 2021. Theo Bộ Công Thương, hiện nay dịch COVID-19 diễn biến phức tạp trên cả nước, nhiều địa phương phải thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 CTTTG của Thủ tướng Chính phủ, nhất là ở các thành phố lớn như thành phố Hồ Chí Minh và các vùng lân cận. Nhằm phòng chống dịch bệnh, các địa phương phải tăng cường các biện pháp kiểm soát hoạt động thương mại vận tải hàng hóa. Việc vận chuyển lưu thông hàng hóa nông sản, thủy sản nội tỉnh, liên tỉnh để đưa đi tiêu thụ trong nước cũng như đưa đến cảng, cửa khẩu để xuất khẩu trong bối cảnh áp dụng tăng cường các biện pháp cấp bách phòng chống dịch cũng vì thế mà gặp nhiều khó khăn. Trước sự kéo của COVID-19, thì như tôi đã nói, các cơ sở sơ chế chế biến đang ảnh hưởng về cái số lượng nhân lực, về cái kho bãi và kho lạnh lưu giữ mua tạm trữ, thì vấn đề này VASEP đã có ý kiến với Chính phủ, với Bộ Nông nghiệp và chúng tôi đã có văn bản gửi tới Chính phủ đề nghị giải quyết những khó khăn thách thức này trong thời gian ngắn nhất để làm sao các cái cơ sở sơ chế chế biến, đặc biệt tôm cá tra là hai cái sản phẩm chủ lực, có thể tiếp tục được với một cái đà, với cái tốc độ, với cái sản lượng để đảm bảo được cái yêu cầu của các cái hợp đồng quốc tế. Chính phủ rồi là Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống dịch COVID-19, các bộ ngành và trong đó thì có Bộ Công Thương, Bộ Giao thông Vận tải và các địa phương nhiều nơi cũng đã làm tốt và đã ban hành những cái chính sách, biện pháp mà chúng tôi nghĩ rằng là cho đến thời điểm hiện nay là đang phù hợp. Ví dụ như hiện nay chúng ta cũng đã thống nhất cái việc là thay vì có cái danh mục các mặt hàng thiết yếu mà hiện nay chỉ có cái danh mục là những mặt hàng cấm lưu thông thôi, thì còn lại là được phép lưu thông, thì cái điều đó là rất là thông thoáng rồi. Tuy nhiên nó vẫn còn có cái việc là ở một số nơi là vẫn áp dụng nó không thống nhất và thậm chí nó không đúng với các quy định chung, nó gây khó khăn ách tắc cho cái việc lưu thông. Đấy, thứ hai là có một cái điểm nữa, đó là hiện nay cái lực lượng lao động, lực lượng trực tiếp sản xuất kinh doanh thì cũng đang bị thiếu hụt do chính cái dịch COVID-19. Và chính như vậy khi chúng ta đã bị đứt quãng về sản xuất, tức là hàng hóa bị đứt quãng, thì chắc chắn chúng ta rất khó đáp ứng những đơn hàng đã được ký kết. Nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn về tiêu thụ nông sản, thủy sản của các tỉnh khu vực Nam Bộ và Tây Nguyên, hội nghị trực tuyến kết nối tiêu thụ xúc tiến xuất khẩu nông sản, thủy sản khu vực Nam Bộ và Tây Nguyên 2021 được đánh giá là hoạt động xúc tiến thương mại rất thiết thực trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp. Với sự tham gia của trên 700 đại biểu, gồm lãnh đạo các bộ ngành liên quan, tham tán thương mại, các kênh phân phối, sàn thương mại điện tử, hộ kinh doanh, doanh nghiệp thu mua xuất nhập khẩu, v.v. cùng thảo luận các vấn đề về chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển các ngành nghề chế biến nông sản thực phẩm, đẩy mạnh phát triển các kênh phân phối truyền thống vừa tập trung phát triển cho kênh phân phối hiện đại. Việc ứng dụng công nghệ thông tin chuyển đổi số, nâng cao hiệu quả của các hình thức xúc tiến xuất khẩu ra thị trường nước ngoài, v.v. Số liệu thống kê, hiện nay lượng hàng hóa nông sản, thủy sản và sản phẩm chăn nuôi cần được hỗ trợ tiêu thụ tại 26 tỉnh, thành phố phía Nam, miền Trung, Tây Nguyên và một số tỉnh phía Bắc lên tới gần 5 triệu tấn lúa, 3,7 triệu tấn rau củ quả, hơn 4 triệu tấn các loại trái cây, khoảng 120.000 tấn hải sản, 80.000 tấn lợn hơi, 600.000 tấn thịt gà và khoảng 400 triệu quả trứng. Số lượng nông sản trên là rất lớn, phải giải quyết khâu đầu ra cho nông sản hiện nay là nhiệm vụ cấp bách. Trước những đóng góp và kiến nghị của các đại biểu, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên yêu cầu: để góp phần thật tích cực trong việc tiêu thụ các sản phẩm này cho bà con nông dân thuộc các tỉnh phía Nam và Tây Nguyên, trong hoàn cảnh cụ thể thì Bộ Công Thương, Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn đề nghị, thứ nhất là đối với cấp ủy, chính quyền của các tỉnh, thành phố, nhất là 26 tỉnh, thành phố miền Nam và Tây Nguyên, cần khẩn trương ra soát, nắm chắc cái số lượng, chủng loại sản phẩm cần tiêu thụ, có giải pháp để tự cân đối cung cầu tại chỗ, và số lượng còn lại thì phải khẩn trương kết nối với ngành công thương, ngành nông nghiệp phát triển nông thôn, mà qua Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn và Sở Công Thương ở địa phương, rồi phối hợp với các tổ công tác tiền phương của hai bộ, các cơ quan chức năng của hai bộ Công Thương và Nông nghiệp Phát triển Nông thôn, rồi phối hợp với các hiệp hội ngành hàng, các doanh nghiệp thu mua, các tập đoàn phân phối,
các doanh nghiệp xuất nhập khẩu vân vân mà có địa chỉ rất cụ thể mà chúng tôi đã khuyến cáo tới các địa phương để được tư vấn, được hỗ trợ và tổ chức tiêu thụ khẩn cấp. Phải xác định thị trường trong nước lúc này là quan trọng nhất. Đồng thời, tiếp tục giữ vững mở rộng thị trường xuất khẩu truyền thống sang các nước như là Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc. Tiếp tục mở rộng thị trường xuất khẩu sang các nước Nam Á, Đông Á, châu Âu, châu Mỹ, châu Úc để làm sao chúng ta tiêu thụ khẩn trương những cái sản phẩm này, tháo gỡ khó khăn về thiếu nhân lực và phương tiện trong khâu thu hoạch, vận chuyển. Thì đề nghị cấp ủy chính quyền các địa phương cần liên hệ với đơn vị quân đội sở tại qua Bộ Chỉ huy Quân sự các tỉnh, thành phố hoặc là qua quân khu, qua đơn vị quân đội đóng chân trên địa bàn để được giúp đỡ. Cần chỉ đạo các ngành chức năng của địa phương hướng dẫn với người dân trong các khâu từ thu hoạch, bảo quản, đóng gói, bảo đảm an toàn dịch bệnh trên sản phẩm, là bảo đảm các tiêu chuẩn an toàn dịch bệnh từ khâu thu hoạch, đóng gói, vận chuyển đến thị trường, kể cả thị trường trong nước hay thị trường ngoài nước. Đồng thời phải cố gắng thể hiện được cái xuất xứ hàng hóa, truy xuất được nguồn gốc sản phẩm một cách rõ ràng, hỗ trợ để những lực lượng này được tiêm ngừa vaccine, xét nghiệm thường xuyên, rồi phải hỗ trợ để cấp mã QR code cho các phương tiện vận tải hàng hóa. Cần tuân thủ nghiêm ngặt chỉ đạo của chính phủ, của ban chỉ đạo quốc gia và quy định cũng như khuyến cáo của các bộ ngành chức năng từ Bộ Y tế, Bộ Công Thương, Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn, Bộ Công an, vân vân, rồi Bộ Giao thông, để việc vận chuyển lưu thông hàng hóa trong từng địa phương và giữa các địa phương với nhau một cách thuận lợi, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp chế biến các cái hàng nông sản, thủy sản của chúng ta hoạt động trở lại. Đây là một yêu cầu hết sức khó khăn đối với tổ công tác tiền phương, hay nói cách khác là tổ công tác đặc biệt của hai bộ. Cần phối hợp thường xuyên, chặt chẽ với các vụ cục, đơn vị chức năng của hai bộ và chính quyền các tỉnh, thành phố. Và đối với các tỉnh, thành phố thì thông qua hai sở, Sở Công Thương và Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn, để nắm bắt nhu cầu, cập nhật tình hình trong từng địa phương và kết nối kịp thời với các hiệp hội ngành hàng, các tập đoàn phân phối, các doanh nghiệp thu mua xuất khẩu, các tổ chức hỗ trợ thương mại trong nước và quốc tế. Vụ thị trường trong nước, Cục Xúc tiến Thương mại, Cục Thương mại Điện tử Kinh tế số và Tổng cục Quản lý Thị trường phối hợp chặt chẽ với nhau và với hai ngành ở địa phương, đó là Sở Công Thương và Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn, đẩy mạnh tiêu thụ ở thị trường trong nước trên cả hai kênh truyền thống và hiện đại. Cục Xúc tiến Thương mại, Cục Xuất nhập khẩu, Cục Thương mại Điện tử Kinh tế số, các vụ thị trường ngoài nước cần phối hợp chặt chẽ với các thương vụ Việt Nam ở nước ngoài, các doanh nghiệp thu mua xuất khẩu, các nhà nhập khẩu, các thương nhân ở trong nước và nước ngoài để tiếp tục phát huy thành tích xuất khẩu sang các thị trường truyền thống, đồng thời tích cực mở rộng phát triển sang các thị trường mới, nhất là Đông Á, Nam Á, châu Âu, châu Mỹ, châu Úc, để trong tương lai thì chúng ta không còn bị lệ thuộc vào một cái thị trường truyền thống nào. Đề nghị các thương vụ nỗ lực thật cao để nắm bắt nhu cầu thị trường sở tại, phối hợp với các đơn vị chức năng của bộ ở trong nước, hướng dẫn các địa phương, hướng dẫn người sản xuất, các doanh nghiệp xuất khẩu về quy cách, tiêu chuẩn hàng hóa, mẫu mã, theo thói quen, phong tục tập quán, văn hóa, tín ngưỡng, người tiêu dùng của bản địa. Chúng tôi trân trọng đề nghị và thiết tha kêu gọi các nhà phân phối, các tập đoàn kinh doanh thương mại, các tập đoàn bán lẻ cả trong và ngoài nước, các sàn giao dịch điện tử, các kênh thương mại trên nền tảng số, các nhà xuất khẩu, nhập khẩu, các thương nhân hãy vào cuộc thật sự, quyết liệt, mau lẹ và sáng tạo để vừa giúp nông dân của chúng ta tiêu thụ sản phẩm trong bối cảnh đặc biệt với tinh thần một miếng khi đói bằng cả gói khi no. Và đây cũng là cơ hội vàng để các doanh nghiệp củng cố phát triển thị trường tiêu thụ, thể nghiệm phương thức kinh doanh mới và mang lại lợi ích cho chính mình. Về phần mình thì Bộ Công Thương, Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn, chúng tôi cam kết sẽ
hỗ trợ tối đa trong thẩm quyền của mình thì giải quyết tức thì, vượt thẩm quyền thì trao đổi với các bộ ngành và kiến nghị với chính phủ để được quan tâm giải quyết. Được biết, ngoài việc tăng cường tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại trong việc hỗ trợ tìm đầu ra cho các sản phẩm nông sản, thủy sản để tăng cường lưu thông và quản lý hàng hóa, Bộ Công Thương đã thành lập và vận hành các tổ công tác đặc biệt về đảm bảo nguồn cung hàng hóa và hỗ trợ duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh cho các tỉnh, thành phố nhằm hỗ trợ các tỉnh đang thực hiện chỉ thị 16 trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp.